Bốn mày. Minions have spawned. Năm mưu làm gì hết trời. Ồ vậy không tăng giáp, nghe nào tướng địch gây sát thương mới tăng giáp. Hình như dùng kỹ năng mới được hay sao? Đánh gì mà để ban ACC kia thế bán ACC đờ dinh không châu. Thôi đi về. Bạn biết là bạn phát hiện. Ok, từ từ. À, làm gì mà để ra mớt nó dí mít kìa. Gặp mấy thằng chỉ chạy thẳng cái chết. Hồi nãy đó tôi toàn gặp Lucian với Morgana chạy thẳng không mà kéo nó được. Nó thì có cái e nó lướt mà đúng nó cứ chạy thẳng không à. Nó không thèm sự lướt. Kéo hạch não hoài không được. Bắn solo. Tội luôn.
nó đi với nó đi với đi đi với con Ramos nó ngồi nó gáy mà đi Morgana kéo đi chó được. Đi Morgana mà canh rình rình kéo mà giết được mấy hay. Rình kéo mà kéo lòng mà Morgana nó không phản ứng được để nó bút mấy cái đen luôn, không bất ngờ. Bất ngờ mà không thể nào mà kéo được quả đó mà có thể mấy ghê. Mẹ AC Ramos đéo kéo được nghỉ mẹ. Lucian với Morgana nó khác với AC với Ramos lắm nha. Rồi, cảm bạn Xuân Bác nha, bạn đấu con. Đây là stream của Châu Đéo Gò Optimus. Gì ở đây stream vui nha sao? Stream tôi với các bạn luận vấn đề đi đâu không vậy? Mình không biết cái phần mềm stream của mình nó bị cái gì. Cái alo alo là bị. Mấy khác đâu có bị đâu. Đâu rồi ta? An enemy has been slain. Kiếm con rằng phít. Chạy lại đây hả? Chạy lại đây hả? Không để ý hả con? Với cái alo alo của mình bị lỗi, các bạn không nghe tiếng nhưng mình vẫn nghe. Sắp tới cốc mò bị nép mạnh lắm. Sắp tới cốc mò bắn còn có được có 5% mà thôi. Bị nép 2% cái W. Hả?
đã nói rồi mà. Vậy mà hồi nãy kêu là đâu có son xiết gì đâu, ra không thấy cái mỏ cũng đỏ thôi. Fit mày không tới là anh kết luôn hai thằng quần quầy. Mở đó, fit tới không có được hai thằng. Rồi anh tốt ghê. À, hôm nay sớt nãy giờ mà. Hôm nay sớt nãy giờ tôi gan cho 2-3 lần rồi đấy, vậy mà không vẫn thua con dây kìa. Ổn gân tay trước luôn, hiểu luôn. Ôi dồi ôi. Bạn em đó, bạn em mời vô đó trai. Bắn này em bắn nó hết chiêu rồi, hết chiêu rồi. Em bắn nó luôn từ nãy, em đừng có chạy là nó chết. Nội tại em nổ nó rồi chết chắc à. Tâm lý còn yếu quá. Má là đời gì cho ra đi. Ác đấy không biết đâu rồi. Tôi đánh cái ác không nhớ mà bán làm gì. Bản ACC đờ dinh cho tao đi. A cộng mà ra gió. Trận sau làm trận man vai full AP nhé Châu D. Chi chi cũng như ai thôi. Hãy
Nó không buồn chứ, chi đánh ngu quá. À, chơi bỏ đồng đội không à. Quýnh nó, trời ơi, what the fuck. Trời, em quýnh luôn đi, khỏi cần cái bút máu này em cũng thắng nữa cơ. Em đánh luôn từ đầu, em đứng sát, em đánh luôn nó chết rồi, gần gì em chạy. Đồ em quá trời, đồ nó thầy, sao nó bán em được. Nói em chi thích chửi, chửi mà chỉ nó mới khôn. Nó nhẹ nhẹ không được đâu, không quá tâm sự đâu rồi. Ưa chửi mà, ưa nặng ưa chửi. Em không thích nịnh đâu. Bảo à. Mai con mòn nó lấy cái điểm mà điểm gì ta? Cái điểm thợ săn tham lam á. Ngon kê thiệt chứ, nó hút máu kinh. Ờ, tất cả luôn. Chết luôn phía kìa. Chết quay ông phía luôn kìa. Timo cũng vậy. Bất cứ cái gì mày gây ra sát thương phép là nó hút hết. À thầy, mày nhìn Na Sớt lên đồ ghê không? Mày thấy mày thấy Na Sớt có ghê không? Mày hãy học hỏi Na Sớt kìa. Rồi xem chưa, táp lên, nhìn đồ anh sớm học hỏi chưa, lần sau có phải lên như vậy. Hãy nhìn đây. Không, chó nó bốn chân nó phải mua bốn cái găng tay lệnh nó mới hợp. Chó nó tới bốn chân lệnh. Trời ơi, nó đồng loại em ấy em. Bà mà é nó ăn giải đéo kịp kìa. Nãy chết lần giờ đồ hồ cát luôn á. Bé nói nó ship qua đó. Bé nãy anh kể đó. Nó ship qua đó. Tìm ngủ quá, bởi giờ phải gánh tiền.
Phải gánh tim thôi. Mình bắn có hai cái thôi mà không fit nửa cây kìa. Rồi chuẩn bị đến xả đi. Xả. Bắn chết là mới đi. Kêu nãy sớt phải lên 4 cái mới học phong thủy được. Đang kêu nãy sớt lên 4 cái. Mà ro mẻ đi nhỉ. Ba em bắn nó đi. Tao sợ nè. Tao có đang sợ đâu. Má thằng Benta kia nó sao. Cái thằng Benta nó nằm ở sao quá em ơi. Ê, thằng Nan Sết nó không hợp phong thủy, nó lên ba găng tay sao lại mua một cái giày. Là nó đi nó đeo găng tay xuống dưới đít à, dưới quên dưới chân à. Gì đấy. Been slain.
has been slain. Trời ơi, giết được anh là để hai cái mạng lại. Sỏ hơi bị ghê đó. Ôi tính ra AC nó cũng xanh gớm rồi nhỉ. Đi farm nãy giờ. Mày đứng mày lát hit này mày mới chết đó. Mày chạy mày đi là không chết rồi. Ngu. Ngang tay nữa chứ cái gì. Nó cũng lấy cái điểm hồi chiêu á. Hồi chiêu tăng đam lên ngang tay. Má nó sao. Má tao nhỏ ra mất lâu quá rồi. Mình đang đợi nó sớt 4 găng tay sẵn. Chi trời ơi, idol mà, idol có nhiều người mà chỉ cần thiệt chứ. Hú phát mẹ full skin. Nó nhiều. À, muốn tặng skin cho Chi Chi đâu phải dễ. Vậy đó. Nè, nó bốn găng tay rồi kìa mày. An enemy has
been slain. Này này, sẽ bốn gần tay, nó tính lên món cuối là món gì đây? Sao? Sao cái gì cũng hỏi anh? What the fuck? Từ thiện thì từ thiện nhiều cái tiêu cực lắm mày ơi, nhiều cái mệt lắm. Nó không có ulti vậy nó cứu mày sao? Có đột phá tốc đánh đâu mà mua cuồng đao con quỷ ra mớt, nó giảm tốc đánh của mình ghê lắm. Nãy giờ mình đánh nó còn có 2 chấm mà, nên mình phải mua cuồng đao luôn để dư ra bắn mới được. Mày thích bắn solo không? Tội. Trưởng cái xỉu luôn, nửa cây. Nó là tim băng 4 chanh 4 cái được rồi. Ừ. Mà, nhưng mà dư cái giày. Mẹ 4 chanh 4 cái giờ phải lên cái mũ thích nghi đội vào đầu. Không, mũ phù thủy. Mua cái nón hay cái mũ thích nghi đội vào đầu. Mấy hợp. Mẹ mua đồ không hợp phong thủy gì hết. Cái giày phải bán đi mua cái nón, cái mũ thích nghi hay là cái nón phù thủy đội vào nó mới hợp phong thủy. Đúng không? Vàng. Đúng không? Mua cái gì à? À gì, mua cái gì ta? Thú tượng thạch giáp nè, đó là cái áo đúng không? Đó. Đó, xong mua cái mũ thích nghi là đục vào đầu rồi xong mua bốn cái găng tay, bốn chân. Quá hợp lý luôn.